Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận cả hai đáp án đúng trong một câu tiếng Anh. Sau khi giả soát đáp án thi môn tiếng Anh, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 cho biết thí sinh chọn một trong hai đáp án B và C tại câu 50, mã đề 409 đều được công nhận là đáp án đúng. Xung quanh những tranh cãi tại câu hỏi tìm lỗi sai của bài thi môn tiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiều ngày 5 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn giả soát đáp án các môn thi. Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông 2023 quyết định điều chỉnh đáp án môn tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409, thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau của môn tiếng Anh có hai phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai đáp án này đều được công nhận là chọn đáp án đúng. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố trong đáp án chính thức, phương án trả lời đúng là B, distinctive. Tuy nhiên, không ít giáo viên tiếng Anh khẳng định Phương án là C comparative cũng là đáp án đúng. Lý do là bởi trong các bài báo khoa học, các cụm từ xuất hiện thường là experimental group, comparison group hoặc control group. Cụm từ comparative group không tồn tại như một khái niệm được chấp nhận rộng rãi. Mặc dù câu này không sai về mặt ngữ pháp. Vì vậy, dù chọn phương án nào, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần tính điểm cho thí sinh.